Đây mình sẽ quay toàn bộ dự án Sunshine Heritage Mũi Né của chủ đầu tư Sunshine Group ở phía đường Xuân Thủy. Mình đang đứng ở đường Xuân Thủy nhé. Phía trên đây là cổng dự án đó. Bao quanh dự án đã được vây tôn xung quanh rồi, đề biển, đề can, thông tin đã được công bố. Đây, cái phần Hòn Rơm nhô lên rất là cao. Chủ đầu tư cũng đang tiến hành thi công cái phần hạ tầng ở phần mặt đường này đầu tiên này. Nó sẽ thi công các giai đoạn tiếp theo ở lên trên. Quay đây. Mặt đường rất là lớn, khoảng 25-30 mét. Ở bên này là có vườn sinh thái này. Đây, xem cái dự án đang được triển khai. Cái trong cổng ấy, mình đi vào cổng thì rất là nhiều máy móc của chủ đầu tư đã được đặt sẵn ở đó và đang tiến hành thi công. Vào đó thì máy móc đang triển khai rất là nhanh. Trong quy hoạch thì cái mặt đường này cũng đã sẽ mở rộng ra hơn rất là nhiều. Đây, đường thẳng Xuân Thủy này sẽ đi ra Mũi Né và thành phố Phan Thiết. Ở phía trên đó thì cũng có bãi tắm rất là đẹp, rất là nhiều khách du lịch vui tới. Cái khu nhà bằng vàng đây là của khu quân đội, cho nên là sự an toàn an ninh rất là tuyệt đối. Doanh trại quân đội.